Trước ảnh hưởng của chính trị thế giới, cùng với việc lạm phát dự kiến của nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới có thể tăng cao, ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế Việt Nam cũng như nguồn cung xăng dầu trong nước, Bộ Công Thương đã có buổi làm việc với các đầu mối kinh doanh xăng dầu nhằm tìm giải pháp đảm bảo nguồn cung mặt hàng này trong thời gian tới. Tại đây, đại diện các bộ, ngành, hiệp hội, doanh nghiệp đầu mối đã lắng nghe ý kiến thảo luận về thực trạng, tình hình cung ứng xăng dầu cho thị trường từ đầu năm đến nay, đồng thời bàn các giải pháp để bảo đảm cung ứng mặt hàng này cho thị trường trong nước thời gian tới, không để xảy ra tình trạng đứt gãy nguồn cung. Để đảm bảo nguồn cung xăng dầu từ nay đến cuối năm, Bộ Công Thương đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có liên quan triển khai một số giải pháp như theo dõi việc thực hiện tổng nguồn xăng dầu tối thiểu năm 2023 của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, trong trường hợp cần thiết, quy định cụ thể tiến độ nhập khẩu hoặc mua xăng dầu trong nước để thương nhân đầu mối thực hiện, phối hợp với các cơ quan truyền thông, thông tin liên tục và đầy đủ về nguồn cung xăng dầu, công tác điều hành thị trường xăng dầu của Bộ Công Thương để tạo tâm lý ổn định trong dư luận. Phối hợp với Cục xuất nhập khẩu, vụ dầu khí và than, theo dõi sát diễn biến thị trường xăng dầu thế giới và tình hình sản xuất trong nước, phối hợp với Cục quản lý giá Bộ Tài chính, điều hành giá xăng dầu bám sát diễn biến giá xăng dầu thế giới, phù hợp với diễn biến cung cầu xăng dầu trong nước để bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường xăng dầu, khuyến khích các doanh nghiệp duy trì nguồn cung. Kết luận tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh: các doanh nghiệp đầu mối phải chủ động nguồn hàng trong mọi tình huống, cả nguồn trong nước và nhập khẩu. Quan trọng hơn là tuyệt đối không được để gián đoạn nguồn cung trong hệ thống kinh doanh, từ đầu mối đến thương nhân phân phối đến doanh nghiệp bán lẻ. Tổng số là đủ nhưng mà không được làm gián đoạn cái việc cung ra thị trường. Cái đó mới là cái quan trọng. Chú trọng chia sẻ nguồn cung, chia sẻ lợi nhuận trong hệ thống phân phối. Các doanh nghiệp đầu mối phải chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ kịp thời các số liệu, dữ liệu cho các cơ quan chức năng của Bộ Tài chính, Bộ Công Thương để có cơ sở cập nhật chính xác giá cơ sở bán lẻ kinh doanh xăng dầu, tránh thiệt thòi cho hệ thống. Bộ Công Thương cũng đề nghị Bộ Tài chính nới room tín dụng hỗ trợ cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và PVN phải làm việc với các nhà máy lọc dầu để công bố rõ kế hoạch, khả năng sản xuất, cung ứng xăng dầu từ nguồn xăng dầu trong nước cho các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu theo từng tháng cụ thể, để các thương nhân đầu mối có kế hoạch đặt mua hàng từ nguồn nhập khẩu sớm, bảo đảm cung ứng đủ nguồn hàng cho thị trường trong nước thời gian tới.